Xin chào tất cả các bạn. Như ở video trước là Trang có nói trong cái ngữ pháp N5 là có nhiều cái mẫu câu giống nghĩa với nhau. Thì hôm nay Trang lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn những cái mẫu câu mà giống nghĩa với nhau. Và để sử dụng nó như thế nào cho nó sát nghĩa thì các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Mẫu câu mà Trang muốn giới thiệu đến các bạn đó là Vena kirebanalimasen và Vena kute wa ikemasen. Thì cả hai mẫu câu này đều có nghĩa là phải. Mẫu câu Vena kirebanalimasen là nó dùng để biểu thị rằng bản thân mình phải làm việc gì đó mà không còn phụ thuộc vào ý muốn của chính mình, hay nói cách khác là mặc dù ý muốn của tôi là không muốn làm nhưng mà phải làm, không làm là không được. Trang ví dụ như thế này là trong cái công việc á, là sếp giao cho các bạn cái việc đó là các bạn phải làm, nhưng mà ý muốn của các bạn không muốn làm, nhưng mà không làm là không được các bạn. Không làm sếp la sao? Phải không các bạn? Rồi chúng ta sang ví dụ. Atamaga itai desu kara byouin e ikanakereba narimasen. Vì tôi đau đầu quá nên tôi phải đi bệnh viện. Mặc dù là ý muốn của người này là không muốn đi bệnh viện, nhưng mà vì đau đầu quá rồi, uống thuốc không hết nên phải đi. Nếu như mà cố gắng ở lại chịu đựng á, là lỡ có chuyện gì sao bạn các bạn, cái đó là lý do bất khả kháng, là không đi là không được. Rồi chúng ta sang mẫu Vena kute wa ikemasen, thì mẫu câu này cũng có nghĩa là phải, và nó dùng để diễn tả bản thân mình muốn làm việc gì đó nên phải làm, hoặc là việc cần thiết phải làm. Trang ví dụ cụ thể. Vena kute wa ikemasen, tôi phải ăn. Không ăn đói sao các bạn? Bản thân mình mà khi mà đói rồi là muốn ăn rồi, là không ăn là không được. Phải là bản thân mình khi mà đói thì bản thân mình là muốn ăn, phải không các bạn? Đó là việc mình muốn làm đó, và việc cần thiết phải làm đó. Ví dụ thứ hai, nodo ga kawakimasu kara mizu o nomanakute wa ikemasen. Vì tôi khát nên tôi phải uống nước. Có ai khác mà không muốn uống nước không các bạn? Khác thì phải uống nước thôi, và việc cần thiết phải làm các bạn. Đó là hai ví dụ rất là cụ thể. Và những cái đặc điểm đó là chúng ta cần phải lưu ý đến những cái đặc điểm đó để phân biệt khi nào thì sử dụng là Vena kirebanalimasen và khi nào thì sử dụng là Vena kute wa ikemasen. Rồi, thì Trang sẽ giới thiệu thêm các bạn hai mẫu câu tương tự nghĩa với nhau nữa, đó là ma đề ni và ma e ni. Thì ma đề ni có cấu trúc câu là thời gian cộng ma đề ni, có nghĩa là trước. Thì mẫu câu này là dùng để biểu thị hành động của sự việc phải xảy ra trước thời gian, và cái thời gian này là phải cụ thể và rõ ràng. Ví dụ, Gozen juji made ni reporto o dasanakereba narimasen. Tôi phải nộp báo cáo trước 10 giờ sáng. Đó là cái thời gian, có phải là thời gian cụ thể và rõ ràng. Và các bạn nên lưu ý nè, cái thời gian này là cái thời gian trong tương lai nha các bạn. Đó là thời gian trong tương lai. Rồi chúng ta sang cái mẫu ma e ni. Thì ma e ni có hai cấu trúc câu. Mẫu câu ma e ni là có hai cấu trúc câu. Cấu trúc câu thứ nhất đó là thời gian cộng ma e ni, có nghĩa là trước hay là cách đây. Và mẫu câu này là nó dùng để biểu thị hành động của sự việc đã xảy ra sau một thời gian dài. Các bạn lưu ý nha, cái mẫu câu này là dùng để biểu thị hành động của sự việc đã xảy ra sau một thời gian dài. Ví dụ, 5年前に日本語を勉強しました. Tôi đã học tiếng Nhật cách đây 5 năm. Hoặc là tôi đã học tiếng Nhật 5 năm trước. Đó là thời gian đã xảy ra rồi, đó là thời gian trong quá khứ, ở quá khứ. Còn ma đề ni là thời gian trong tương lai,
còn many là thời gian ở quá khứ. Đó là hai cái đặc điểm mà các bạn cần phải lưu ý để mà chúng ta sử dụng. Chúng ta sang cấu trúc câu thứ hai của many, đó là động từ nguyên mẫu là velu, danh từ no many có nghĩa là trước hay là trước khi, thì dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trước một sự việc khác. Ví dụ, kuraku naru mae ni ie ni kaerimasu. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. Và trước khi trời tối là chúng ta phải có mặt ở nhà đó các bạn. Phải là sự việc này xảy ra trước sự việc kia là phải về nhà. Là nó xảy ra trước và mới tới sự việc kia là trước khi trời tối. Ví dụ thứ hai, ご飯を tapeiru mae ni te o aratte kurasai. Hãy rửa tay trước khi ăn. Ví dụ thứ ba, Christmas no mae ni kado o takusan kakimashita. Trước Giáng sinh thì tôi đã viết rất là nhiều thiệp. Thì cái việc mà trước Giáng sinh viết thiệp đó các bạn, ở thời đại này chắc là không còn nữa quá. Chỉ có thời của Trang lúc mà còn nhỏ đi học á, là lúc mà gần tới Giáng sinh á, thường hay mua những cái tấm thiệp nhỏ nhỏ này là viết để gửi tặng bạn bè. Đó là trước Giáng sinh tôi đã viết rất là nhiều thiệp. Thì đó là những cái mẫu câu mà nó tương tự nghĩa, giống nghĩa với nhau, và cách nó để phân biệt thì các bạn lưu ý những cái đặc điểm mà Trang vừa giải thích để mà sử dụng cho nó sát nghĩa nha các bạn. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn.